Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng, quay video và giới thiệu sản phẩm của cơ sở đồ gỗ nội thất Hữu Huân. Và trong video clip của buổi trưa ngày 17 tháng 12 năm 2023 thì cơ sở đồ gỗ nội thất Hữu Huân xin trân trọng được bàn giao cho ông Bảo ở Long Biên, Hà Nội một bộ bàn ghế, đó là bộ bàn ghế Âu Á Trung Thư. Đây thì đây là không gian kinh hàng của nhà ông các bác nhé. Đấy. Được. Thì bộ sản phẩm này thì được làm bởi chất liệu gỗ hương đá 100%. Đấy, và bao gồm thì có 6 món như trên màn hình đây. Gồm một chiếc đoạn dài, hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn, một chiếc đun kẹp bàn ở phía xa và một chiếc đun con. Đấy. Và bác nào cũng như quý chị nào mà đang quan tâm đến mẫu sản phẩm này thì nhân tiện đây thì em cũng sẽ giới thiệu qua luôn về nó các bác nhé. Thì về phần đầu tiên là về phần chiếc đoạn dài đây. Chiếc đoạn dài này thì bên em có thước đoạn dài là 250, cao là 1m2 và sâu của em là 70. Và về phần độ dày dặn của nó thì như sau: ván mặt thì là ngươi một tấm và dày là 2 phân, không chấp ghép ngươi một tấm các bác nhé, dày 2 phân. Đấy, khuôn của nó là khuôn 4. Đấy, khuôn là khuôn 4 ván 2, khuôn 4 ván 2, yếm là yếm 4, dày yếm là dày 4 phân, yếm 4. Và bản chân là bản chân 10 đúng không nhá, bản chân 10. Và dưới đường khuôn tranh sẽ là được một đường cổ chỉ đục rích rắc chạy xung quanh các bác nhá. Đấy, một đường cổ chỉ rích rắc chạy xung quanh. Và về phần cột thì là cột liền móng các bác nhá, cột là cột liền móng và là cột 12. Và độ dày của nó thì là 7 phân đúng không nhá, rất là dày luôn, rất là khỏe khoắn và dày dặn. Và về phần trương thì cũng là trương liền xoáy các bác nhá, bản trương và bản trương liền xoáy. Đây các bác thể nhìn thấy trương em làm, trương bên em làm thì cái phần trương này rất là to, tròn và khỏe luôn, khỏe khoắn luôn các bác nhá. Đấy, rất là chắc chắn. Đấy, về phần độ yên tâm. Về phần thì vách thì đục theo bức tranh từ quý đấy, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông, và nó sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn đấy trong cuộc sống. Còn về phần hai chiếc ghế đơn này thì đồng kích thước dài là 95, cao 1m2 và sâu là 70. Đấy, cao hơn cái chiếc nữa. Về phần cột đây, cột đều là cột liền nhé, cột liền hết đấy, cột liền móng đấy. Và ông thì ông yêu cầu bên em là làm phun cho ông màu này là thuộc dạng màu mận chín các bác nhé. Đấy, ông đã yêu cầu bên em phun màu này cho ông đấy, để phù hợp với cái không gian phòng khách của nhà ông đấy các bác nhé. Và về phần tiếp theo là về phần tới phần bàn. Bàn này thì bên em có thước là 75 nhân 1m45. Ván mặt bàn là đục thuận buồm xuôi gió các nhá. Ván mặt bàn là đục thuận buồm xuôi gió. Đấy. Về phần hoàn thiện ngăn kéo thì đều là hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài. Ngăn kéo bằng trơn tru, phần ngăn kéo rất tiện cho các bác để đồ, để những vật dụng không cần thiết cũng có thể để vào đây, rất là tiện. Đấy. Phần trước ghế đơn còn lại em quay cận cảnh trước ghế đơn còn lại cho các bác xem luôn. Đấy. Và cam kết đảm bảo luôn về phần gỗ này được chọn lọc 100% là gỗ hương đá, được tuyển chọn kỹ càng các bác nhá. Và về phần chiếc đôn cái bàn thì có kích thước là 40 x 75. Đấy. Còn về phần cuối cùng là về phần chiếc đôn côn thì có kích thước là 40 x 40. Đó là tổng quan bộ bàn ghế của ông Bảo ở Long Biên, Hà Nội. Ông và cả nhà đã về tận xưởng của bên em để đặt hàng các bác nhé. Thì nhân tiện đây thì các bác nào cũng như quý chị nào mà đang quan tâm đến mẫu sản phẩm Âu Á Trưng Một Thư được làm bởi chất liệu gỗ hương đá này thì các bác thể liên hệ trực tiếp qua số hotline trên màn hình 0988 685 625. Còn là các bác nào có thời gian thì các bác có thể bớt chút một chút thời gian để về tận xưởng bên em xem trực tiếp và đặt hàng các bác nhá. Thì video của em cũng xin đóng tại đây thôi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào các video tiếp theo của bên cơ sở em. Giờ thì xin chào, gặp lại các video tiếp theo.